Theo thống kê, các buôn làng ở tỉnh Kon Tum đang lưu giữ gần 2.400 bộ cồng chiêng. Có 437 làng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà rông truyền thống. Bên cạnh đó, các dân tộc thiểu số đã được ngành chức năng hỗ trợ phục dựng, lưu giữ 22 nghi lễ và lễ hội đặc sắc của cộng đồng. Đặc biệt, các thiết chế văn hóa đã được các địa phương quan tâm đầu tư khá đồng bộ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 56 đơn vị cấp xã có nhà văn hóa. Trong đó, gần 70% có đầy đủ trang thiết bị cần thiết để bà con tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.